Phương Thúy xin chào quý vị và các bạn đang đến với bản tin thời sự nóng cập nhật liên tục trên kênh tin mới. Chương trình ngày hôm nay của chúng tôi có những nội dung đáng chú ý nào? Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của tin mới trong bản tin ngày hôm nay. Các bạn thân mến, tin mới sẽ mang đến cho quý vị và các bạn nội dung sau. Mưa lũ ở Tây Bắc gây thiệt hại lớn. Từ cuối tháng 6 đến nay, vùng Tây Bắc thiệt hại nặng vì mưa lớn cục bộ, lũ quét, sạt lở đất, nhất là các địa bàn các tỉnh Lào Cai, Lai Châu, Sơn La. Dự báo khu vực này tiếp tục xảy ra mưa lớn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Trao đổi với Đại đoàn kết, ông Phan Văn Cường, trưởng phòng dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Bắc, cho biết những ngày qua, khu vực các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và Hòa Bình liên tục có mưa dông cục bộ, đặc biệt Lai Châu có mưa lớn. Lượng nước thượng nguồn đổ về nhiều và mực nước sông Đà dâng lên nhưng vẫn dưới mực nước dương bình thường. Dự báo trong những ngày tới vẫn có diễn biến phức tạp và nguy cơ cao xảy ra sạt lở tại Lai Châu và Sơn La. Nhân dân địa bàn này được cảnh báo cẩn trọng khi phải lưu thông trên các tuyến đường núi. Lai Châu là địa bàn tiếp tục bị thiệt hại rất nặng, không chỉ những đợt mưa đá bất thường khiến hoa màu, cây trồng bị tàn phá nhiều lần từ đầu năm đến nay. Vào cuối tháng vừa qua, mưa lớn, lũ quét gây thiệt hại 16 tỷ đồng. 2 người chết, 1 người mất tích, 14 người bị thương. Đặc biệt, huyện Phong Thổ còn gánh chịu động đất khiến 34 nhà dân bị nứt, nhiều trường học bị ảnh hưởng. Mưa lũ mấy ngày vừa qua khiến sạt lở tại nhiều địa bàn và các tuyến giao thông. Một người mất tích, anh Sùng A Dơ, 33 tuổi, xã Mù Sang, Phong Thổ, cảnh báo trong những ngày tới, địa phương này vẫn tiếp tục có mưa to diện rộng, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm lũ quét và sạt lở cao, ảnh hưởng dãy áp thấp trục Tây Bắc, Đông Nam, có vùng hội tụ gió trên cao nên liên tục những ngày qua tại Lào Cai đổ mưa to, thậm chí rất to, một số tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và nhiều tuyến đường huyện bị sạt lở. Tại Lào Cai, có hơn 20 nhà dân bị hư hỏng, gần 40 hectare diện tích lúa, hoa màu, cây trồng bị ngập úng, thiệt hại ước tính trên 10 tỷ đồng. Giao thông tại các huyện Bát Sát, Bảo Thắng, Bảo Yên, Mường Khương, thị xã Sapa và thành phố Lào Cai bị thiệt hại nặng nề. Nhân dân và các phương tiện giao thông được cảnh báo hạn chế lưu thông trên các tuyến tỉnh lộ 156 Bát Sát Y Tý đi qua địa phận các xã Bản Vược, Cốc Mì, Trịnh Tường, A Mú Sung, tỉnh lộ 156B Bản Vược, Mường Hung, Y Tý, tỉnh lộ 158 Bát Sát, Sapa. Hàng chục điểm bị ngập úng, sạt lở hư hỏng nền đường và lề đường gây ách tắc giao thông, có tuyến sạt lở tới 2/3 mặt đường, xe ô tô không đi được. Tại huyện Bảo Thắng, mưa lũ đã khiến hồ đập Hồ Nhuần 4 dung tích 60.000 mét khối bị sạt lở chân đập phía ta luy âm dài khoảng 60 mét, gây nguy cơ mất an toàn cho thân đập. Sơ bộ ước tính tổng khối lượng sạt lở tại tất cả các tuyến giao thông lên tới hàng trăm ngàn mét khối, nguy cơ cao bị chia cắt nếu tiếp tục trong 2 ngày tới còn mưa lớn. Tỉnh Lào Cai đã huy động nhiều lực lượng vào cuộc khắc phục thiên tai ở tất cả các địa phương, đặc biệt là giải tỏa ách tắc giao thông do sạt lở và hỗ trợ người dân bị thiệt hại. Đến nay, một số điểm trên các tuyến tỉnh lộ 156 Bát Sát Y Tý, 156B Bát Sát Dền Sáng vẫn ách tắc cục bộ. Nước thượng nguồn từ Trung Quốc đổ về khiến sông Hồng dâng cao đột biến, tuy nhiên vẫn dưới báo động 1. Tỉnh Lào Cai đã liên tục cảnh báo hiểm họa, tuyên truyền người dân không ra sông vớt củi đánh cá. Dự báo đỉnh lũ sẽ lên tới 80m báo động 1. Đây là trận lũ lớn nhất ghi nhận được trên sông Hồng tính từ đầu mùa mưa đến nay. Chiều tối qua, trao đổi với Đại đoàn kết, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai cho biết mưa dông diện rộng kèm thời tiết cực đoan đang diễn biến rất phức tạp tại địa bàn này. Mưa đá, lốc xoáy, gió giật mạnh và sét đánh có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nên đã cảnh báo người dân chú ý phòng tránh trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng. Tại Yên Bái, địa phương những năm qua thiệt hại hàng trăm tỷ đồng vì sạt lở và lũ quét, đã rất chủ động ứng phó cho mùa mưa lũ năm nay. Lượng mưa trong 2 ngày từ to đến rất to tại các huyện Lục Yên, Văn Yên và Mù Căng Chải nhưng không gây thiệt hại lớn, ước tính chỉ 1,2 tỷ đồng và chưa có thương vong. Tỉnh chỉ đạo ứng trực 24/24 giờ và cử người ứng trực tại chỗ ở tất cả các địa điểm có nguy cơ cao, kịp thời xử lý sự cố và luôn có báo cáo nhanh về Trung tâm Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của tỉnh. Dự báo thời tiết và thiên tai còn diễn biến xấu, hầu hết các tỉnh Tây Bắc đều có chỉ đạo sát, yêu cầu rà soát, ứng trực tại các công trình giao thông, thủy lợi, trường học, khu dân cư, sẵn sàng huy động lực lượng thanh niên, quân đội, công an, dân phòng và phương tiện sẵn sàng ứng phó, sơ tán dân, khắc phục hậu quả trong tình huống mưa lũ kéo dài, ngập úng, sạt lở đất, lũ quét trên diện rộng.
6 tháng đầu năm, thiên tai gây thiệt hại hơn 4.000 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2022, thiên tai ở nước ta đã làm 68 người chết và mất tích, 40 người bị thương, thiệt hại kinh tế khoảng 4.015 tỷ đồng. Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, từ đầu năm đến nay, nước ta đã xảy ra 95 trận mưa lớn, ngập úng, lũ quét, sạt lở đất, 93 trận dông lốc, 45 vụ sạt lở bờ sông, 131 trận động đất và 2 đợt rét đậm, rét hại. Thiên tai đã khiến 68 người thiệt mạng và mất tích, 40 người bị thương. Thiên tai cũng gây nhiều thiệt hại về tài sản. Từ đầu năm 2022 đến nay, thiên tai đã khiến 136 ngôi nhà bị sập, 3.620 nhà hư hỏng, tốc mái. Về nông nghiệp, có 167.979 hecta lúa, hoa màu ngập úng, thiệt hại, 17.563 con gia súc, 56.046 con gia cầm bị chết. Về thủy sản, có 299 ghe, thuyền bị chìm, hư hỏng, 3.678 hecta diện tích nuôi trồng thủy sản, 8.803 lồng bè nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại. Về giao thông, 29 cầu tạm bị cuốn trôi, sạt lở 24,96 km đường giao thông, 623.738 mét khối đất đá sạt lở. Trong nửa năm qua, thiên tai đã gây thiệt hại về kinh tế ước tính khoảng 4.015 tỷ đồng. Đặc biệt, chỉ tính trong tháng 6 năm 2022, nước ta đã chịu ảnh hưởng của 22 trận mưa lớn, 15 trận mưa dông, lốc, sét, 19 vụ sạt lở bờ sông, 18 trận động đất. Thiên tai đã khiến 5 người chết và mất tích, 3 người bị thương, thiệt hại kinh tế khoảng 45,5 tỷ đồng. Ngoài thiệt hại về người, còn có 9 ngôi nhà bị sập, 699 nhà hư hỏng, tốc mái, 87 ngôi nhà ngập. Về nông nghiệp có 507 hecta lúa, 188 hecta hoa màu, 70 hecta cây trồng khác thiệt hại, 1.123 con gia súc gia cầm bị chết, cuốn trôi, 36 hecta nuôi trồng thủy sản thiệt hại. Về thủy lợi, 2 đập bị sạt lở, hư hỏng, 2.036 mét kè, kênh mương, 1.184 mét bờ sông, bờ biển sạt lở. Về giao thông, hơn 1.721 mét đường giao thông bị sạt lở, hư hỏng với 51.758 mét khối đất đá, bê tông bị sạt lở, 2 cầu, 5 cống bị hư hỏng. Để ứng phó và khắc phục thiên tai, từ đầu năm, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đã chủ trì hội nghị toàn quốc về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022, chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với 7 tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa và một số bộ ngành liên quan chỉ đạo ứng phó khắc phục hậu quả mưa lũ, dông lốc, gió mạnh trên biển khu vực miền Trung, ban hành một chỉ thị về tăng cường công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Hai công điện chỉ đạo ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai cũng đã tổ chức nhiều cuộc họp quan trọng như phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF tại Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng tổ chức buổi lễ hưởng ứng tuần lễ quốc gia về phòng chống thiên tai năm 2022 tại tỉnh Sóc Trăng, ban hành 18 công điện và 36 văn bản của Chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai, tổ chức 17 đoàn công tác do lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ban Chỉ đạo, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo kiểm tra công tác phòng chống thiên tai và khắc phục hậu quả tại các địa phương. Đặc biệt, cao điểm trong tháng vừa qua, do diễn biến bất thường của thiên tai, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chỉ thị số 09 về tăng cường công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Tiếp đó, Ban Chỉ đạo đã ban hành 6 công điện vận hành xả lũ các hồ thủy điện Tuyên Quang, Sơn La, Hòa Bình, đưa dần về cao trình mực nước cao nhất trước lũ, đồng thời liên tục lập nhiều đoàn công tác đi thực địa, nắm bắt cụ thể tình hình công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại các địa phương, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo gửi Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, các bộ ngành chỉ đạo ứng phó với thiên tai. Công tác tổ chức trực ban luôn được thực hiện nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, tình hình thiên tai để kịp thời đưa ra các phương án ứng phó. Cà Mau, dông lốc làm một ngư dân tử vong, 752 căn nhà bị sập và tốc mái. Liên tục nhiều ngày qua, mưa lớn kèm theo dông lốc trên địa bàn tỉnh Cà Mau khiến một tàu cá gặp nạn và một ngư dân tử vong, hơn 750 căn nhà bị sập và tốc mái. Ông Nguyễn Long Hoai, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau cho biết, mưa lớn kèm theo dông lốc trên vùng biển đã khiến tàu cá của anh Nguyễn Trường Sơn, ngụ thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời gặp nạn, là một ngư phủ tử vong, thiệt hại về tài sản khoảng 1 tỷ đồng.
Theo đó, tàu cá của anh Nguyễn Trường Sơn mang biển kiểm soát CM91109TS ra khơi. Do trời động nên tàu vào núp ở khu tránh bão gần Hòn Chuối thuộc thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. Đến 2 giờ sáng qua, một cơn dông kèm lốc xoáy đã đánh chìm con tàu này. Có 9 trên 10 ngư phủ thoát nạn, một ngư phủ mất tích là Nguyễn Chí Nguyện, 33 tuổi, ngụ ấp 22, xã Định Thành, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng. Chiều qua, tàu cá này được trục vớt, xác ngư phủ Chí Nguyện còn kẹt trong tàu. Thống kê ban đầu từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau, trong 3 ngày qua, mưa lớn kèm theo dông lốc đã gây thiệt hại 752 căn nhà của người dân, cùng với đó đã gây ngã đổ hơn 340 hecta lúa, hoa màu, một người bị thương, ước tính thiệt hại tài sản trên 5 tỷ đồng. Sau khi dông lốc xảy ra, lãnh đạo tỉnh Cà Mau đã nhanh chóng có mặt ở hiện trường, ghi nhận tình hình, kịp thời thăm hỏi, động viên, chỉ đạo địa phương, huy động các lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do thiên tai. Đồng thời hướng dẫn người dân các biện pháp phòng tránh, ứng phó các loại hình thiên tai thường xảy ra trong mùa mưa bão. Và thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của Tin Mới. Để không bỏ lỡ những thông tin của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share và subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Kính thưa quý vị khán giả, nếu như có những đóng góp cho chương trình, xin quý vị hãy để lại comment ở bên dưới hoặc là viết thư cho chúng tôi. Một lần nữa thì Phương Thúy xin thay mặt cho ekip làm chương trình, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.